Trong một hội thảo về chương trình giảm béo, có những gian hàng giới thiệu đủ các loại cân đặc biệt đối với những người quá khổ. Ai tham dự cũng phải leo lên cân thử. Một phụ nữ e ngại không dám lên thử vì sợ mọi người biết số cân nặng của mình nên cứ lùi ra sau. Nhân viên tại hội thảo thấy thế tế nhị nói, nếu bà ngại thì xin sang bên này, chúng tôi có loại cân đặc biệt không hiện số dành riêng cho bà. Người phụ nữ vui vẻ đứng lên cân, bỗng nhiên cái cân hét lên, 130 cân. Đấy là củ khoai nướng. Có một đôi trai gái đang thời gian tìm hiểu nhau. Lần đầu rủ nhau ra bờ sông tâm sự. Cầm gói hạt hướng dương bạn trai đưa, cô gái ngồi ăn mãi, thấy chàng cứ kể hết chuyện này đến chuyện khác mà không gì cả. Cô ta sốt ruột mới gợi ý. Này, anh có cái gì dài dài, nóng nóng và cứng cứng trong túi quần đâu rồi? Nghe bạn gái hỏi vậy, chàng trai gãi đầu ngượng ngùng đáp. Đấy là củ khoai lang nướng. Anh định chờ em ăn xong hạt hướng dương thì mời em. Ngồi trên đống tiền, một anh chàng đã nghèo lại bị thất nghiệp, suốt ngày ca thán điệp khúc tiền tiền. Một hôm nghe thằng bạn bị tai nạn phải phẫu thuật, anh ta vội đi thăm. Đến phòng hậu phẫu bệnh viện, thấy thằng bạn đã tỉnh, anh hỏi, mày làm sao mà phải phẫu thuật thế? Thằng bạn nhăn nhó, tao đánh nhau với thằng côn đồ, bị nó đá vỡ bộ hạ, phải thay một quả cà bị dập. Anh chàng hoảng hồn, thế có tốn kém không? Mất 1,5 tỷ. Anh bạn nhà giàu này trả lời hồn nhiên. Về đến nhà ngồi uống nước, anh ta cứ thử ra. Bất giác, anh ta thò tay vào trong quần của mình, sờ cái ấy, rồi kêu lên. Ôi giời ơi, mình ngồi trên đống tiền tới 3 tỷ thế mà không biết. Cứ luôn mồm kêu, nghèo là sao? Cả hai đều sung sướng. Nếu thế giới không có đàn ông, chị em phụ nữ chẳng có chồng, lấy ai chu cấp cho đủ thứ, lấy ai ngọ nguậy những đêm đông. Nếu thế giới không có đàn bà, thì đàn ông cũng chỉ tầm ngòm, lấy ai cơm phở cho sung sướng, lấy ai đêm về sướng với sung. Cầm đồ. Dạo này kiểm tra nồng độ cồn gắt quá nên các quán bia rượu ít khách. Một cô nàng làm ở quán bia ôm hết sạch cả tiền, bèn tìm đến hiệu cầm đồ. Thưa ông, có phải cửa hàng của ông nhận cầm đồ không ạ? Ồ, không sai thưa cô, nhưng cô muốn cầm đồ gì và cô có giấy tờ tùy thân chứ? Cô ta rút thẻ căn cước công dân đặt lên bàn trước mặt ông chủ hiệu cầm đồ, còn tay thì chỉ xuống dưới. Ông chủ hiệu không hiểu mới hỏi lại, cô muốn cầm đồ gì? Dạ, cái ngàn vàng của tôi chứ còn cái gì nữa. Ông chủ hiệu cầm đồ liếc nhìn nhanh cô ta từ đầu đến chân rồi nói, thưa cô, tôi cũng rất muốn cầm giúp cô, nhưng tôi e là cô không còn cái đó đâu ạ. Mừng, trong cuộc thi vấn đáp, ban giám khảo hỏi thí sinh, em tên gì? Dạ thưa ban giám khảo, em tên là Hà. Cô gái nói xong thì cười rất rạng rỡ. Ban giám khảo lại hỏi, tại sao em lại cười? Cô gái trả lời, dạ, tại vì đề của câu 1 dễ quá ạ. Liên tưởng trong giờ địa lý, để nói đến tâm của trái đất, cô giáo gợi ý, em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này, chúng ta sẽ đi đến đâu? Ở phía cuối lớp học, vang lên tiếng trả lời, dạ thưa cô, trước tiên chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ. Chữ của thầy cả, trong giờ kiểm tra, cả phòng đang im phăng phắc, thì có tiếng thì thào. Này, chữ viết tắt tờ vờ là gì thế hả mày? Tivi hay là thực vật thế?
Ôi thằng ngố im mồm cứ chép đi, thầy tự khắc sẽ hiểu chứ không ngu như mày đâu. Cả lớp lại im phăng phắc. Làng ế vợ, chủ tịch xã Lâu Thượng rất buồn vì gái làng không chấp nhận việc trâu ta ăn cỏ đồng ta. Đến như cô nàng cùng làng thề non hẹn biển với anh mấy năm trời mà cũng chia tay anh để đi lấy chồng bên xã Lại Thượng gần đó. Có một điều rất lạ là các cô gái xã Lâu Thượng thà chấp nhận làm vợ hai vợ ba ở xã Lại Thượng chứ nhất quyết không chịu lấy chồng cùng làng. Anh đem thắc mắc này hỏi một cụ cao niên trong làng. Sau một lát suy nghĩ, cụ bảo chung quy cũng tại cái chữ thượng, chú về làm tờ trình xin cấp trên cho đổi tên xã thành Thượng Lâu, đảm bảo là gái làng không bao giờ đi lấy chồng nơi khác nữa. Anh chủ tịch nghe rồi gật gù công nhận là rất chuẩn, đúng là gừng càng già càng cay. Rượu và vợ sau một trầu say quắc cần câu, bỗng một bợm nhậu trẻ hỏi bạn già cũng là bợm nhậu: cuộc đời này nếu buộc phải chọn rượu và vợ thì bác chọn cái nào? Ông bợm già lè nhè đáp: dĩ nhiên là tao sẽ chọn vợ rồi. Bợm trẻ tỏ ra thất vọng thắc mắc: thế mà bác cứ leo lèo bảo bỏ vợ thì được chứ không bao giờ bỏ rượu, vậy là bác vẫn yêu vợ hơn yêu rượu, sao mâu thuẫn vậy chứ? Ông bạn già khùng khục cười rồi đáp: ôi, yêu và bỏ là hai khái niệm khác nhau. Tao yêu rượu và hơn yêu vợ, nhưng nếu tao bỏ vợ thì tao lấy đâu ra tiền uống rượu hả mày? Vảnh dâu chê. Có anh chàng dâu quặp mang tiếng sợ vợ. Hôm vợ đi vắng ngồi ở nhà một mình, anh ta lấy gương ra soi, cầm dâu vuốt ra ngâm nga. Ngồi buồn thong thả vuốt dâu: vợ ta đi chợ còn lâu mới về. Vợ về ta vành dâu chê, quát cho một trận ê chề sợ chi. Nào ngờ vừa lúc đó chị vợ đi chợ về, nghe được câu cuối của chồng. Tình cờ chị ta vừa mua mớ cá chê đang tươi roi rói, liền gọi với vào: mau ra mà bắt chê đi, xem dâu chê quặp hay vì vảnh ngang. Anh chồng biết ý ra giúp vợ và nói ngay: chê ngoài chợ vốn vênh vang, về đây gặp nàng chê quặp dâu thôi. Chị vợ cười: thế mình mang chê về cũng đáng. Liệu pháp sốc. Vị linh mục nọ ngồi chờ ở phòng mạch của một bác sĩ. Lát sau, ông thấy một nữ tu sĩ chạy từ phòng bác sĩ ra, mặt đỏ bừng, vừa khóc nức nở. Vị linh mục bèn hỏi xem bác sĩ đã làm gì vị nữ tu kia. Bác sĩ trả lời rằng: tôi bảo là cô ấy đã có thai. Nhảm nhí, sao anh lại đặt điều như thế với một người tu hành cơ chứ? Thì tôi chỉ muốn chữa bệnh nấc cột của cô ta thôi mà. Lịch sự, một cô gái đi dự dạ hội ở nhà một người bạn, vì không có bạn nhảy nên cô cứ ngồi lì một chỗ rất vô vị. Lát sau có một ông khách nồng nặc hơi men đến gần, cô rất phấn khởi chờ đợi. Ông ta lịch sự hỏi: cô có muốn nhảy không? Cô gái vội trả lời: dạ có chứ ạ. Ông ta vui vẻ nói: vậy là tôi có thể ngồi vào chỗ của cô rồi. Lợi. Trong giờ địa, cô giáo giảng về vấn đề gia tăng dân số. Cô giáo nói: em hãy cho cô biết khi dân số giảm, mỗi gia đình chỉ có một người con thì sẽ có lợi ích gì? Học sinh thưa: thưa cô, điều đó sẽ giúp ta không phải hỏi người khác rằng bạn là con thứ mấy trong gia đình ạ. Đếm. Trong giờ kiểm tra bài, cô giáo hỏi một học sinh: em hãy cho cô biết mỗi người trưởng thành có bao nhiêu chiếc răng? Cậu bé ngập ngừng một lát rồi nhìn cô và đáp: dạ thưa cô,
Mỗi người có 60 chiếc răng ạ. Cô giáo há hốc miệng ngạc nhiên. Hả? Em nói sao? Bao nhiêu? Dạ 32 ạ. Lúc về chỗ ngồi, đứa bạn bên cạnh hỏi, sao mày lại nói với cô là mỗi người có 60 cái răng? Ồ, tao phải nói như vậy để cô ngạc nhiên mà há miệng ra để tao còn đếm chứ. Tái bút. Tại bưu điện, một bà cụ nhờ một mày râu, cậu hãy làm ơn ghi hộ già địa chỉ này vào tấm bưu thiếp với. Mày râu nói, đây xong rồi ạ, bà còn cần gì nữa không ạ? Cụ bà ngắm nghía một lát rồi nhẹ nhàng đề nghị, hay là cậu ghi thêm dòng này nữa vào cuối. Tái bút, nếu đọc không ra, xin vui lòng thứ lỗi cho người viết địa chỉ này. Bệnh gan. Trong cuộc thi vấn đáp, thầy giáo nghiêm nghị hỏi, em hãy cho biết triệu chứng của bệnh gan là gì? Dạ, triệu chứng của bệnh gan là nói mấy cũng không nghe, và đánh mấy cũng không khóc, phạt mấy cũng không chừa. Điên. Sau khi bệnh bỏ điên lan tràn khắp nơi, một nữ phóng viên được cử đi tìm hiểu lý do. Hỏi thăm một hồi, cô tìm đến được một trang trại nuôi bò sữa, nơi phát hiện ra ca bệnh bò điên đầu tiên. Cô hỏi người quản lý trang trại, ông chăm sóc lũ bò sữa này như thế nào ạ? Ồ, hàng ngày chúng tôi cho chúng ăn đúng giờ quy định, ngày vắt sữa 2 lần, mỗi năm cho chúng đi lấy giống 2 lần. Ồ, lạ nhỉ, vậy thì tại sao chúng nó lại điên được cơ chứ? Thế tôi hỏi cô nhé, ngày nào tôi cũng vắt sữa cô 2 lần mà một năm mới cho cô đi chơi với bạn trai 2 lần, thì cô có điên người lên không? Chồng nói với vợ, cái gã mù mà em vừa cho tiền đúng là mù thật chứ không phải mù giả. Vợ hỏi, sao anh biết? Chồng đáp, vì sau khi em đưa tiền thì hắn ta bảo, xin cảm ơn người đẹp. Tại tòa án, hai vợ chồng tranh cãi kịch liệt, anh chồng đòi ly hôn, cô vợ nhất định không đồng ý. Sau một hồi khuyên giải không thành, tòa hỏi, tại sao anh cứ nhất định phải bỏ vợ? Anh chồng hùng hổ nói, đến nước này thì tôi đành khai thật với tòa. Hồi yêu nhau, cô ấy thỏ thẻ bảo tôi rằng, em sẽ sống với anh bằng chính con người thật của mình. Vậy mà suốt 15 năm qua, tôi phải sống với một con người giả. Nghe đến đây cô vợ khóc giống lên, còn vị chủ tọa thì nhíu mày, đề nghị anh nói rõ hơn xem nào. Thế này nhá, ngực cô ấy đi bơm, mũi thì sửa, cái bụng phẳng lì cũng được can thiệp bởi dao kéo. Tôi đang lo, cứ sống với cô ấy, không khéo có ngày tôi còn bị bắt vì tội tiếp tay chứa chấp hàng giả nữa đấy. Trên giảng đường, vị giáo sư đang giảng về đề tài sinh lý con người. Khi hoạt động sinh lý thì đàn ông tiêu hao một năng lượng đáng kể, mỗi lần như vậy tương đương với việc xúc 1 tấn than đấy. Bỗng nhìn thấy ở bàn cuối có một sinh viên ngáp ngắn ngáp dài, giáo sư bực mình quát, cậu kia, tối qua làm gì mà bây giờ ngồi ngáp mãi thế hả? Cậu sinh viên giật mình, lý nhí đáp, dạ thưa thầy, em chỉ xúc có 3 tấn than thôi ạ. Tò mò, váy mẹ cũng giống váy con, nhưng sao mẹ lại vẫn còn mặc thêm? Mọi khi con thấy buổi đêm, mẹ đâu có mặc quần thêm bao giờ. Trong này có cái gì cơ? Mà sao con thấy bố sờ vào đây? Rồi hôm bố bận đi xây, cái bác hàng xóm cứ đây bác sờ. Thôi con thả xuống không dơ, chỗ ấy người lớn thích sờ đó con. Bây giờ con vẫn còn non, con chưa hiểu được nên còn học lâu. Cũng tại chỗ ấy mọc râu, người lớn thích vuốt chứ đâu có gì. Sau này đến tuổi dậy thì, lúc đó con hiểu rồi thì phải che.
Mẹ ơi, cái chỗ để tè, tại sao người lớn phải che nó vào? Như con thì có làm sao? Mà mẹ cứ phải mặc vào vướng chân. Hôm qua con đứng ngoài sân, thấy bác hàng xóm lại vần mẹ ra, cởi quần lại vuốt râu à. Bác ấy xấu tính hơn là bố cơ. Lúc ấy có phải mẹ dơ, sao mà đóng cửa, con chờ rất lâu. Con à, có chuyện gì đâu, bác ấy giúp mẹ bắt sâu thôi mà. Bố về đừng có mách nha. Đây là chuyện của đàn bà biết chưa? Đàn ông họ cũng chẳng ưa nghe chuyện vớ vẩn con vừa nói đâu. Bởi vì bố sợ con sâu nên mẹ nhờ bác, chứ đâu có gì. Trong bữa cơm, anh chồng dỗ cậu con trai: "Con ăn đi, ăn ít thế thì sao chim nó lớn được chứ?" Bà vợ nghe thấy thế quay sang hắng giọng bảo: "Anh không phải quát nó, bản thân anh ấy cũng cố mà ăn đi." Chiều nay nghe vợ chồng nhà hàng xóm choảng nhau mình chạy sang can. Cô vợ khóc hu hu nói: "Anh bỏ ra có 2 chỉ vàng cưới em mà đày đọa em cả đời. Trong khi anh lên trên mạng mà xem, người ta bỏ ra một lần 7.000 đô đến 25.000 đô cho một cô gái mà chỉ sử dụng có một đêm thôi đấy." Chồng gân cổ lên nói: "Cái thằng đó nó xài thuê bao trả trước, còn tôi á, tôi xài thuê bao trả sau. Cô tính đi, từ 2 chỉ vàng đặt cọc rồi đến lương lậu hàng tháng tôi phải nộp đủ, chưa tính đến nhà cửa đất đai. Còn đó một thời gian là hết giá trị, có ai thuê tiếp thì hạ giá đến khi còn là con số không, có khi còn phải đưa ra tòa xử tù ấy chứ. Còn cô ấy thì giá tăng theo lương, càng già thì giá càng tăng, hết hạn sử dụng vẫn tăng. Hợp đồng với cô là hợp đồng vô thời hạn, coi như tôi bị tù chung thân khổ sai, cái nào hơn hả?" Thấy cô vợ im re, mình quay về. Là một đại gia giàu nhất Việt Nam, tôi luôn xài hàng nước ngoài như Ajinomoto của Nhật, điện thoại của Trung Quốc, dùng dao Thái Lan, đi dép của Lào. Tôi luôn ăn đồ ăn nước ngoài như đậu Hà Lan, khoai tây, nho Mỹ, bắp Mỹ. Không dừng lại ở đó, tôi sống xa xỉ bằng cách dùng tăm xỉa răng một lần rồi bỏ. Ăn sữa chua không cần liếm vỏ. Số tiền trong tài khoản của tôi nếu mỗi ngày xài hết 1K thì phải mất 2 năm mới tiêu hết số tiền đó. Cô gái hỏi người yêu: "Anh này, sao anh có đôi mắt to thế?" "À, mẹ anh kể, hồi bé anh hay khóc nhè nên mắt anh to." Cô gái thở dài đáp: "Sao hồi bé anh không chịu khó đái dầm nhiều vào nhỉ?" Thầy phán: "Thưa thầy, con đã 4 lần đò nhưng vẫn bị nhầm chồng, con có nên đi thêm lần nữa không ạ?" "Nhà chị thế là phúc đức lắm rồi đấy, cả 4 lần đều chỉ nhỡ đò thôi, nếu đi thêm chuyến nữa thì sẽ bị đắm đò và không còn cơ hội ngoi lên mặt nước nữa." Khoái to. Anh chồng vào rừng chặt củi, chẳng may bị kiến độc cắn vào chỗ ấy, sưng to đùng. Về nhà cô vợ vội đưa chồng đi khám. Bác sĩ vừa nhìn thấy thì giật mình: "Ôi giời, sưng to quá, để tôi chích mũi thuốc cho nó nhỏ lại." Cô vợ đang ngồi bỗng giật mình nói nhanh: "Ồ không, hay là bác sĩ chích thuốc giảm đau cho anh ấy là được rồi, còn sưng to thì cứ để đấy, lâu lâu mới có 1 lần mà." Trong bệnh viện khu sản khoa, bác sĩ hỏi anh chồng: "Anh hãy cho tôi biết vợ anh bắt đầu truyền bùng từ lúc nào." "Dạ thưa bác sĩ, đây là con đầu lòng, em đâu có kinh nghiệm gì đâu ạ.
mà thế nào là chuyển bụng hả bác sĩ? Vớ vẩn, thế mà cũng đòi làm bố. Tôi muốn hỏi là vợ anh bắt đầu gào thét như thế này từ lúc nào? Dạ, từ lúc mới lấy nhau ạ. Ngày xưa, có một vị vua rất thích mặc quần áo mới và đẹp. Ông luôn muốn có những bộ trang phục lộng lẫy nhất và không ngại chi tiêu nhiều tiền để có được chúng. Một ngày nọ, hai kẻ lừa đảo đến gặp vua và nói rằng họ có thể may cho ông một bộ quần áo đặc biệt. Chỉ những người thông minh mới có thể nhìn thấy. Vua rất hào hứng và đồng ý ngay lập tức. Hai kẻ lừa đảo giả vờ làm việc chăm chỉ nhưng thực chất họ không may gì cả. Khi bộ quần áo hoàn thành, vua không thể nhìn thấy gì nhưng không dám thừa nhận vì sợ bị coi là ngu ngốc. Các quan chức trong triều đình cũng không dám nói thật vì sợ mất chức. Vua mặc bộ quần áo vô hình đó và đi diễu hành trước dân chúng. Mọi người đều khen ngợi bộ quần áo tuyệt đẹp của vua, cho đến khi một đứa trẻ hồn nhiên kêu lên: "Ôi, vua cởi chuông kia!" Ngay lập tức, thằng bé được vệ binh nhà vua mời lên làm việc. Thằng bé đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và rút lại câu nói. Tuy nhiên, mạng xã hội của vương quốc đã nổ ra một trận thịnh nộ kinh hoàng. Nhà báo trí thức viên chức vương quốc đã gọi thằng bé là sống lệch lạc, vô ơn với vương quốc và nhà vua. Rồi họ còn khoe là họ vô cùng biết ơn nhà vua, vì nhờ có nhà vua mà họ có được như ngày nay. Vợ thế gian nhất vợ nhì trời là câu truyền miệng từ thời cha ông. Vợ là sư tử Hà Đông, tách đàn bên ngoài đeo gông đời mình, mới quen thả dáng rất xinh, thốt lời ngon ngọt như bình men say. Theo ta khăn gói một ngày, đồng cam cộng khổ chung tay xây tòa. Chồng phong cho chức quản gia, kiêm luôn thủ quỹ, vợ là phu nhân, mọi bề tính toán đong cân, trưởng ban đối ngoại có tầm bên ta, chủ trì quán xuyến gần xa, liệu cơm gắp mắm, hài hòa nắng mưa. Đi đâu vợ hỏi khéo thưa, vống lên mà trả lời bừa không tha. Quỹ đen mà lộ thế là, trời êm dậy sóng, cửa nhà bão giông. Giải trình khéo miệng tốn công, dưới đe trên búa tím thâm vụ này. Phía sau thành công xưa nay, nhiều ông chồng nhờ vợ mặt mày tươi hoa. Có ông vì vợ danh ma, đánh bay sự nghiệp thế là đi tong. Mấy vần gạn đục khơi trong, đều do mình cả, biết không cả nhà. Hai mặt thuận nghịch bên ta, vận hành cho khéo nở hoa bốn mùa. Hai vợ chồng ngồi ăn tối, người vợ bảo: "Anh có nhớ cách đây 9 tháng, anh xin nghỉ phép 2 tuần lễ để đi câu cá hồi không?" "Có chứ, anh rất nhớ." "Vậy thì hôm nay có một con cá hồi đã gọi điện tới đây báo tin rằng anh đã trở thành một ông bố." Bác mừng tuổi đứa cháu lớp 1. "Bác có một tờ 20k và tờ 50k, cháu lấy tờ nào?" "Dạ, cháu lấy tờ màu xanh ạ." "Ồ, tại sao cháu lại thích tờ màu xanh?" "Vì màu xanh là màu hy vọng ạ." Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 biết nghĩ như vậy. "Vậy cháu hy vọng gì?" "Dạ, cháu hy vọng bác cho cháu nốt tờ kia ạ." Hai vợ chồng cãi nhau, người vợ giận dữ nói: "Tôi thà lấy ma quỷ còn hơn là lấy anh." Chồng lập tức nói lại: "Không được, những người cùng huyết thống không lấy nhau được đâu." Sau màn ân ái nồng nhiệt, nàng bảo chàng đây là lần đầu của nàng. Chàng châm điếu thuốc ôm nàng vào lòng rồi bảo: "Đây cũng là lần đầu của anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt."
Nàng thẹn thùng hỏi, sao con trai bọn anh xong việc lại cứ hay hút thuốc thế nhỉ? Chàng đáp mà không cần suy nghĩ, tại quen rồi. Một gã nọ tìm đến một nhà thông thái trình bày, thưa ngài, làm sao con có thể biết hết tính xấu của mình để khắc phục và hoàn thiện mình cho vợ con nó hài lòng và không chê trách gì con được ạ? Nhà thông thái Dương Mộc Kình nhìn gã thanh niên rồi cười lớn bảo, ôi, tưởng gì, cái đó dễ ợt. Gã thanh niên cau mày, dạ, ngài dạy thế nào ấy chứ, con đã đọc rất nhiều sách, cổ kim đông tây, nhưng vẫn không tìm được lời giải đáp, mà ngài bảo dễ sao? Nhà thông thái bĩu môi bảo, cách đó tốn công, ta mách người cách đơn giản mà hiệu quả tức thì. Gã thanh niên nghe vậy, mừng như bắt được vàng vội hỏi, dạ thưa ngài, cách gì ngài dạy con với ạ? Bấy giờ nhà thông thái mới ôn tồn nói, hãy về tìm vợ, con chỉ cần nhắc một vài tính xấu của cô ấy, lập tức cô ấy sẽ liệt kê đầy đủ những tính xấu của con ra ngay. Không những của con mà cả tông ti củ tỏi họ hàng bố mẹ anh chị em nhà con nữa đấy. Kế đến cô ấy còn kể ra cả tính xấu của bạn bè, đồng nghiệp và cả hàng xóm láng giềng nhà con nữa cơ. Vân ồn, vợ tôi nửa dại nửa khôn, có lúc nó bảo dí ồn vào thơ. Vợ tôi nửa tình nửa mơ, có lúc nó bảo dí thơ vào ồn. Thế là tôi cứ bồn chồn giữa tôi giữa vợ, giữa ồn và thơ. Thế là tôi cứ ngẩn ngơ giữa tôi giữa vợ, giữa thơ và ồn. Tôi như một kẻ mất hồn, không phân biệt được giữa ồn và thơ. Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ, trông đâu cũng thấy nửa thơ nửa ồn. Thế rồi dại quá hóa khôn, ngộ ra mới biết trong ồn có thơ. Tỉnh rồi mới biết là mơ, ngộ ra mới biết trong thơ có ồn. Thơ hay viết phải có hồn, thơ mà viết dở dí ồn vào thơ. Đi du lịch là ta gom góp một khoản tiền, tìm đến một nơi xa lạ, làm cho nơi đó giàu lên. Khi ta sạch túi thì ta về. Đến một giai đoạn nào đó, chúng ta đều nhận ra rằng làm bao nhiêu thì cũng chỉ ăn ngày ba bữa, bạn bè cũng chỉ cần vài ba người tri kỷ, quần áo mặc sạch sẽ thoải mái thôi là được, xe đẹp xe sang cũng không bằng đi trên hai chân khỏe mạnh, sáng thức dậy thấy may mắn, tối đi ngủ thấy bình an, vậy là cảm thấy giàu có quá rồi. Thắc mắc của con đang ngồi đọc báo, cậu con trai 10 tuổi quay sang hỏi bố, bố ơi, ngoài con người ra, còn có con gì biết nói nữa không hả bố? Ông bố đáp, có chứ con, một số loài chim như vẹt, sáo, yểng, nói được tiếng người đấy con ạ. Cậu con trai reo lên, à, đường mật cũng biết nói nữa bố nhỉ? Con nghe thấy trong sách viết là lời đường mật đó bố. Ông bố giải thích, không phải đâu, đó là người ta ví những lời nói ngọt ngào dễ nghe thôi, như bố vẫn hay nói với mẹ con và con vậy đó. Cậu con trai suy luận, vậy là cái gì ngọt thì ví với mật hả bố? Ông bố đáp qua loa, ừ. Cậu con trai lại hỏi, bố ơi, vậy sao mật mía thì ngọt, còn mật cá, mật gà, mật vịt thì lại đắng hả bố? Ông bố kiên nhẫn giải thích, mật mía là mật thực vật, còn mật cá, mật gà, mật vịt là mật động vật. Cậu con trai lại thắc mắc, vậy mật ong là mật động vật, sao nó lại ngọt hả bố? Ông bố lúc này vò đầu bứt tai, con đi mà hỏi con ong ấy. Cậu con trai lại hỏi, vậy con ong nó cũng biết nói hả bố? Ông bố ôm đầu, trời ơi!
Đàn ông giống như một củ hành tây, muốn thấy được trái tim của củ hành tây cần phải bóc từng lớp vỏ bên ngoài. Mỗi lần bóc như thế sẽ khiến bạn chảy nước mắt, nhưng khi bóc đến lớp vỏ cuối cùng mới phát hiện ra rằng hành tây không có tim. Ba bức thư. Thư của bồ gửi cho vợ. Thưa bà, dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm. Chồng bà là đàn ông, mà đàn ông thì sao? Đàn ông thì ham thích nhiều thứ, ham thích đến mãnh liệt. Và bà đừng giấu em, bà hãy công nhận rằng phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó. Ông thì thích máy móc, ông thì thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông giỏi hơn một chút thì thích văn thơ. Toàn những ham thích có lợi cho xã hội, nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi, hay thỏ chỉ thích củ cải, thì đàn ông lại thích đa dạng. Chuyện ấy trong bóng đá, trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cho cuộc sống thêm rắc rối. Bà thân mến, em tin rằng bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh, chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn. Và một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện. Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó mèo. Em xin thú thực, tất cả các phương diện đó em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cả đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm, còn chó mèo em chỉ nuôi chúng trong tranh. Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây em tiết lộ, thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu, và chi phí thích không hề thấp. Bà kinh ngạc, bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vào cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác tuần tra. Bà nhầm rồi, em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ có một cách văn học rằng không có gì ngăn cản được con tim, nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà 1 tỷ thứ, đúng 1 tỷ thứ, chả bớt phần nào, nhưng em lại hơn bà 2 tỷ. Bà sẽ gầm lên, bà sẽ quát, hơn ở chỗ nào? Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin như thế, nhưng đàn ông tiếc thay lại không tin. Em biết chớp chớp mắt, em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người, em biết đánh vào lưng ông hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn. Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về trí thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông với em là một chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia, em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá, em ngồi nép mình khi ông tụ tập, em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp chắc bà cũng biết đấy, họ vô địch về các loại dầu thơm. Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam
như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. À, chúng em không hề bàn về tiền bạc, hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách, trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hóa đơn tiền điện và ra khỏi nhà vì chậu quần áo chưa phơi. Thưa bà, đấy, em tới ông tới em là như thế đấy. Nó nhanh, thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng về điều đó. Tuy ông phạm tội, nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế nhé. Tại sao em viết thư này ư? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn, và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được. Xin bà hãy giang tay đón ông về. Em lấy danh dự thầy rằng ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. Bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà, cần chở che và sẵn sàng che chở. Em đi đây, cuộc sống là khám phá, và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em, bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu. Chúc bà vui khỏe. Thư của bà vợ gửi cho bồ của chồng. Thưa cô, tôi đã đọc thư cô một cách bình tĩnh. Đúng như cô nói, ở tuổi tôi và địa vị tôi, sự bình tĩnh luôn luôn có thừa. Này cô, việc chồng có bồ nhí khiến tôi ngạc nhiên. Đó là cảm giác đầu tiên. Và thành thật với cô, nó hơn cả cảm giác căm phẫn. Vì sao vậy? Thưa cô, vì tôi tin chắc rằng lão đã đuối sức rồi. Nói một cách chắc chắn, một cách không có gì để phải bàn cãi cả, khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất khác thường nên mới gặp may như thế. Cô nhầm thảm hại quá cô ơi, quả thật lão là cái mỏ, hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây 30 năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận, chứ đâu cần một cô gái có trí tuệ siêu việt gì. Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã nổ mìn, đã khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm. Và giờ đây, mỏ chỉ còn lại khung, còn lại sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô, và chỉ có tí não khờ dại của cô mới không nhận ra điều đó thôi. Cô vớ được lão khi tôi trong một chừng mực nào đó đã mặc cho lão tự do, cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta. Và đây là thư của ông chồng gửi cho vợ và bồ nhí. Hai bà thân mến, tôi đã đọc thư của bà nọ gửi cho bà kia rồi. Tại sao tôi đọc ư được ư? Tại vì khi các bà cả đời theo dõi tôi, rình rập tôi, chả lẽ không có phút nào tôi theo dõi lại sao? Đọc xong hai bức thư, tôi hơi buồn. Dù cố tỏ ra lịch sự để xứng đáng với bản thân mình và xứng đáng với tôi, nhưng các bà vẫn vênh váo và công kích lẫn nhau. Bà nọ coi thường bà kia, cho bà kia là nạn nhân của mình. Thưa các bà, có một điều chắc chắn hai bà không chịu hiểu. Chính tôi mới là nạn nhân của hai bà. Cả thế giới biết điều đó, cả nhân loại tiến bộ lên án điều đó. Ai nếu không phải là hai bà, chỉ sau mười mấy năm đã biến một chàng trai khỏe mạnh, đầy nhiệt tình,
đầy sức sống như tôi thành một ông tuy chưa già nhưng gầy yếu còm nhom sợ sệt. Ai nếu không phải là hai bà? Có lúc từng người một ngày đêm tra khảo tôi, ép uổng tôi, vùi dập tôi. Trong công cuộc tàn phá đời tôi, hai bà có rất nhiều điểm chung, cùng nấu ăn dở, cùng mua cho tôi những chai bia dở và cùng dắt tôi đi coi những bộ phim dở. Nhưng hai bà, mỗi người đều có những đặc điểm riêng ghê rợn. Bà đầu tiên thích xuất hiện trong nhà với bộ đồ nhào nát, với mái tóc rối bù, cùng với đôi dép chiếc nọ chiếc kia. Còn bà sau này xuất hiện nơi công cộng với quần sóc chật căng, với áo thủng ở lưng, cùng với mắt xanh viền đỏ. Cả hai thứ ấy đều giết tôi, đều nện tôi chí tử về mặt tinh thần. Nếu bà thứ nhất sảnh ra lại chạy tót sang nhà hàng xóm, nghe thiên hạ kể về chồng thiên hạ, sau đó tự khai báo về chồng mình, thì bà thứ hai lại sảnh mắt ra là phóng thẳng tới quán cà phê, nghe thứ nhạc cả thiên hạ nghe tuy chả đứa nào hiểu được câu nào. Nếu bà thứ nhất đay nghiến tôi bao giờ về thì bà thứ hai hỏi tôi bao giờ đi. Nếu bà thứ nhất kêu rằng tiền điện tiền ga đã tăng thì bà thứ hai than son môi và phấn hồng sao không giảm giá. Nếu bà thứ nhất khảo tôi về tiền lương thì bà thứ hai khảo tôi về quà tặng. Cả hai bà trong một phạm vi nào đó đều lái tôi và đối xử với tôi như thể là giám đốc nhà băng. Cho nên không là gì cho tới tận phút này. Nhiều lúc tôi ngạc nhiên là mình còn sống, hoặc mình chưa ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng tôi cảm thấy rất rõ ràng. Cái giờ phút đó cũng chả còn xa nữa. Đọc tới đây chắc hai bà sẽ hỏi, khổ như vậy, sao ông và sao anh vẫn cứ đèo bỏng? Khổ quá! Câu hỏi đó chính tôi cũng thường tự hỏi mình, và tôi cũng mang ra hỏi bạn bè tôi, tức mấy gã đàn ông khác đó. Số phận của chúng cũng chả hơn gì, và bọn tôi đành kết luận thế này. Cái kiếp đàn ông nó thế. Nhân đây cũng nói luôn, kiếp đàn ông thật ra là kiếp vô cùng khổ cực, nhiều khi chả khác nào con ngựa con trâu. Chẳng hề được như con dê mà dân gian vẫn nói. Đàn ông sinh ra là để đàn bà lợi dụng, bóc lột. Đôi khi bóc lột còn thô bạo hơn cả cướp bóc ấy chứ. Đè nén và hành hạ nữa. Đàn ông sinh ra là để đàn bà sai đi mua đồ, sai lái xe, sai trả tiền, sai đón con, sai luôn cả việc đi ngủ. Trong cái bể khổ mênh mông bao la đó, sự khổ vì bồ nhí cũng chả nổi bật bao nhiêu. Nó chỉ được gom chung vào nỗi khổ vì các bà. Đã là các bà thì một bà, hai bà hoặc ba bà cũng thế thôi. Hai bà thân mến, giờ đây tôi đã tỉnh ra rồi. Tôi xin hai bà tha cho. Tôi không còn sức nữa. Kể từ giờ phút này, tôi là một gã trai vô hại. Từ bỏ mọi mưu mô, tôi ăn cơm nhà, tôi ngủ giường nhà. Tôi nuôi vài con chim, mua vài hòn non bộ, sắm mấy giò phong lan. Tôi mở tivi xem tiết mục thầy thuốc gia đình. Tóm lại, tôi hoàn lương toàn diện. Hai bà đừng xỉa xói nhau nữa, đừng so bì nhau nữa. Tôi đã đầu hàng, tôi đứng giữa hai phe. Tôi xin ngừng bắn. Bà nào định đi đâu thì cứ đi, bà nào đang ở đâu thì cứ ở. Tôi cũng thế, tôi xin một phút bình yên, tha cho tôi đi nhé. An ủi. Hôm trước hai vợ chồng đang xem chương trình thi hoa hậu trên tivi, vợ đột nhiên thở dài, giọng buồn buồn nói, mấy cái con kia, nó ăn gì mà xinh thế nhỉ? Ngược đứa nào cũng nần nẫn, chân thì dài miên man. Biết vợ đang tự ti mặc cảm, tôi dịu dàng choàng tay ôm vợ vào lòng, giọng ngọt ngào. Mỗi người có một nét đẹp riêng mà em. Chúng nó ngực to, chân dài, nhưng có đầy cái. Chúng nó không thể bằng em được đâu.
Vợ cười thẹn thùng bảo, anh cứ nói vậy, em thì có gì hơn được chúng nó chứ. Tôi rụi rụi cằm vào vai vợ, thầm thì như hơi thở, nhiều chứ. Chúng nó được cái ngực to thôi, chứ bụng sao to bằng bụng em. Chân cũng vậy, tuy không dài, nhưng lông chân em chắc chắn dài và mượt gấp vài lần chúng nó chứ. Nghe đến đó chả hiểu sao, vợ vùng dậy, hất tay tôi ra. Rồi vợ vồ lấy cái điều khiển, tắt tivi cái bụp, xong ném điều khiển cái vồ. May mà tôi né kịp, chứ nếu không thì đã ăn cái điều khiển vào mặt rồi. Nửa đêm cô vợ mơ ác mộng, hoảng hốt tỉnh dậy. Anh chồng an ủi, sao thế em? Dạ lúc nãy em mơ thấy anh bị nước cuốn, em cứ chạy trên bờ gọi anh mãi. Anh chồng cảm động, thôi mơ thôi mà, ngủ tiếp đi. Cô vợ vẫn không hết sợ hãi bảo, em hỏi anh mật khẩu ngân hàng là bao nhiêu mà anh không kịp nói. Thôi bây giờ anh nói luôn đi. Cô vợ trẻ nói với chồng, anh yêu à, em rất yêu hoa hồng và bướm. Ừ, anh biết mà. Vậy em đi xăm nhé. Ừ em, thế em định xăm như thế nào nào? Dạ, em xăm bông hoa hồng nhung ở bụng và con bướm ở ngực. Anh thấy thế có được không? Ôi, vậy thì đẹp quá. 15 năm sau, anh sẽ thấy con bướm đậu trên bông hoa. Vậy là quá tuyệt vời. Nửa đêm, cô vợ quát anh chồng. Anh tự xem lại mình đi nhé. Ghẻ lạnh vợ vừa vừa thôi chứ. Từ hồi cưới nhau tới giờ, anh tổng cộng yêu tôi chưa quá 10 lần. Anh có xứng đáng là người chồng không hả? Anh chồng lết hai đầu gối phều phào nói, 9 lần, đúng là mới 9 lần, nhưng chúng ta mới cưới nhau chiều hôm qua mà. Bà vợ nói với chồng, kể từ hôm nay, mọi việc tôi làm sẽ phải tính bằng tiền. Tôi chán làm không công lắm rồi đấy. Thế cụ thể như thế nào nào? Nấu ăn 30 ngàn một bữa, giặt quần áo 40 ngàn một chậu, lên giường 100 ngàn. Đến tối ông thì thào, này, trong túi tôi chỉ còn 70 ngàn, bà bớt cho tôi lần này có được không? Không bao giờ nhá. Rồi hai người đi ngủ, nửa đêm, ông chồng nghe có tiếng sột soạt, bật đèn lên thì thấy bà vợ đang lục túi sách nên hỏi, này thế bà tìm cái gì đấy? Tôi tìm 30 ngàn cho ông vay. Có một cậu em, ngày nào cũng nhắn, em yêu chị. Mới đầu mình cũng kệ, nhưng sau thấy cậu ấy mãi kiên trì nên mình cũng cảm động mà mở lòng. Ok em, vậy em có thể mua cho chị một chiếc xe ô tô không? Cậu ấy tỏ vẻ thất vọng và lặn mất tăm. Bọn trẻ bây giờ chỉ biết yêu, chả có đầu óc gì cả. Rõ ràng bỏ ra một cái ô tô mà thu về cả một chiếc máy bay, nhưng vẫn sợ thiệt. Chiều qua, lên lấy quần áo phơi trên sân, vô tình nghe lỏm được câu chuyện của một cô ở căn nhà đối diện. Giọng người phụ nữ lớn tuổi rất ấm truyền cảm. Anh phải gắng nhớ những lời em dặn đấy nhá. Số tiền tháng này em gửi là 5.000 đô la cho anh tiêu vặt. Đừng cố mà giữ khư khư cái tật dành dụm tiền như ngày xưa nữa, khổ lắm. Cứ tiêu pha thoải mái đi, chừng nào hết là em lại gửi xuống cho. À, con bé người ở hôm trước em mướn về có phụ giúp được việc không? Nó xinh và thuần quê đấy chứ. Có nó em cũng yên tâm, khi mà em chưa thể về sống bên anh được. Mình ngạc nhiên vô cùng tự nghĩ, sao trên đời này lại có người vợ chu đáo và tuyệt vời như thế chứ? Tò mò, mình cố kiễng chân, rén người nhìn sang sân phơi nhà bên thì thấy người phụ nữ ấy đang ngồi trước ngọn lửa, vừa luyên thuyên trò chuyện với chồng, vừa bỏ vào ngọn lửa cháy từng xấp tiền đô la.
Một anh phàn nàn với bạn: tao có bồ mày ạ, nhưng cô ấy có chồng rồi. Chồng cô ta hay đi vắng, đến nhà thì lại sợ về bất chợt, mà ra nhà nghỉ thì lại lo gấu của tao bắt được chứ. Anh bạn đáp: ôi thế thì ca này gay đấy. Thế tôi mới hỏi ông chứ, ông có mèo gì thì bày dùm tôi đi. Thế nhà cô ấy ở đâu? Chung cư. Thế chồng cô ấy đi xe gì? Ô tô. Mà hỏi gì lắm thế? Chuyện nhỏ nhá, ông cứ đỗ xe vào chỗ đỗ xe của gã chồng cô ta, rồi ghi lại số điện thoại cài trên gạt kính xe. Gã mà về đột xuất là điện thoại gọi ông xuống trả chỗ đậu xe cho gã, rồi gã mới lên lầu được. Đương nhiên cũng phải nghe gã chửi một tí cái tội đậu xe không đúng chỗ, rồi xin lỗi gã. Nhớ đừng quên chỉ xin lỗi vì chỗ đỗ xe thôi đấy nhá. Giám đốc gọi trưởng phòng tổ chức và ra lệnh: anh tìm trong nhà máy một người trẻ tuổi có năng lực, có thể thay thế tôi trong tương lai. Tìm xong thì giao cho anh ta việc gì, đuổi anh ta ngay lập tức. Trở thành kẻ dối trá. Có một gia đình nọ làm lụng vất vả, bỏ tiền ra thuê mấy đứa đầy tớ về chăm sóc đàn con của họ và dọn dẹp nhà cửa vườn tược. Vì ông bà chủ suốt ngày cày ải ngoài đồng nên bọn đầy tớ về sống ở ngôi nhà này thay vì lau dọn giặt giũ, đi chợ, nấu ăn và chăm sóc bọn trẻ, thì chúng thi nhau chôm chỉa mọi thứ. Đứa thì lo phần lau chùi nhà cửa thì chúng chỉ làm qua loa, nhưng hễ thấy thứ gì có giá trị thì chúng tiện tay bỏ vào túi. Đứa chăm sóc vườn tược cũng vậy, hễ thấy cây nào vừa cho ra trái ngon thì hắn hái ngay cho vào mồm, ăn không hết chúng còn hái bán cho người khác lấy tiền tư túi. Thằng lo việc chợ búa thì mua món nào cũng kê giá tăng thêm gấp đôi gấp ba lấy tiền trẻ chén, mua sắm tư trang cho riêng mình. Còn đối với bọn trẻ con của chủ nhà, bọn chúng thay vì dạy dỗ chúng điều hay lẽ phải thì chúng lại nhồi nhét vào đầu lũ nhỏ những điều dối trá không có thật để che giấu những việc gian luận mà chúng đã làm. Thay vì chăm sóc thật tâm với bọn trẻ, chúng chỉ cho bọn trẻ ăn những món rau củ rẻ tiền rồi nói cho chúng biết rằng đó là những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Chúng dạy cho bọn trẻ những điều huyễn hoặc, không có thật, nhưng miệng thì nói đó là đạo đức của con người. Chúng luôn miệng giao giảng với bọn trẻ rằng tụi bay phải biết ơn tụi tao vì tụi tao lo lắng chăm sóc, dạy dỗ cho tụi bay lớn khôn và nên người chứ không phải cha mẹ tụi bay đâu. Mấy đứa trẻ vì mỗi ngày được chúng nhồi nhét vào đầu những thứ như thế nên tin răm rắp vào chúng. Riêng trong đám con đó, có một thằng thông minh hơn thì nó phát hiện ra đám con của hàng xóm được bọn đầy tớ chăm sóc không giống như vậy. Nó thấy bọn đầy tớ bên đấy làm lụng quần quật cả ngày, đi chợ nấu ăn cho bọn chúng toàn là thịt cá, mỗi ngày được uống sữa tươi. Ngoài ra, bọn đầy tớ còn xem chúng như là ông chủ vì cha mẹ chúng đã trả tiền cho họ để họ nuôi gia đình. Từ đó, thằng nhỏ cảm thấy bức xúc trước việc làm dối trá của bọn đầy tớ bên nhà của anh em nó. Một bữa, nó kêu mấy anh em của nó lại và nói ra sự thật này. Bọn đầy tớ nghe được liền bắt nó quỳ rồi răn đe rằng: tụi tao đã khổ công chăm sóc lo lắng dạy dỗ cho mày, lẽ ra mày phải biết ơn tụi tao, ngược lại mày lại nói xấu tụi tao với mấy đứa kia, mày là thằng vô ơn. Mày quỳ xong thì phải xem lại tư tưởng của mày đi, phải xin lỗi tụi tao thì mới yên. Đám anh em của nó, đứa thì thấy nó nói đúng nên banh nó, đứa thì bị nhồi sọ lâu quá nên tin bọn đầy tớ chửi nó không ra gì. Nó buồn bã, lẫn sợ hãi nhưng vẫn phải xin lỗi bọn đầy tớ. Xin lỗi thì xin lỗi nhưng trong bụng nó chửi thầm: xin lỗi cái con cặt. Nó là thằng nhóc với bản tính thật thà nhưng dưới áp lực của bọn đầy tớ,
nó đã trở thành kẻ dối trá. Phở, anh đang lang thang trong siêu thị, bỗng một cô gái trẻ cạnh bên vẫy tay và nói, chào anh. Moi nhanh hình ảnh các người đẹp mà anh từng quen, nhưng vẫn không nhớ được cô gái này là ai. Anh ngập ngừng hỏi, xin lỗi cô là, chúng ta có quen nhau sao? Cô gái nhanh nhẹn đáp, dạ có ạ. Anh chính là cha của một trong các đứa nhỏ đang ở trong nhà của em đấy ạ. Say sầm mặt mày, anh lướt nhanh về dĩ vãng. Lấy vợ đã mấy năm rồi, toàn cơm nhà. Không chứ anh có biết mùi vị phở gì đâu. Không lẽ nào, anh nhớ lại chuyện cũ. Trước ngày cưới, đêm cuối cùng của cuộc đời độc thân, đám bạn chưa có gia đình đã tổ chức một bữa tiệc quậy để giã từ vũ khí trước khi lên xe bông. Đêm đó họ có mời một cô gái khỏa thân phục vụ múa bàn từ A đến Z. Và trong men rượu say mềm, trước sự chứng kiến hò reo của đám bạn quỷ chung quanh, anh còn chưa nhìn rõ được mặt cô gái tại bàn ra sao nữa, thì làm sao mà nhớ. Không lẽ chỉ một lần duy nhất đó của đêm trước ngày cưới đó mà bây giờ lại tự dưng thành cha của mấy đứa nhỏ của cô gái tại bàn này sao? Quả thật là oan gia mà. Anh nhìn kỹ lại cô gái rồi ấp úng đáp, cô chính là... Không đợi anh nói hết, cô gái tiếp theo nói, dạ đúng ạ, em là cô giáo giữ trẻ của con trai anh đấy ạ. Súng và đồng hồ. Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại gần và nói, cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bản chiến đấu trung thành của ta, hãy giữ gìn nó. Đứa cháu nói, nhưng mà ông ơi, cháu không thích súng. Ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông được không? Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ngủ cùng tình nhân của nó, cháu sẽ làm gì? Chỉ vào đồng hồ và nói, ê, hết giờ rồi. Thế ư? Triết lý, đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền, đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng. Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông, nhưng đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.